Yeah, cái câu này cũng hơi dài vậy. Bậc chân nhân có thể nhìn qua thân khẩu thiện nhưng có ác ý, và thân khẩu ác nhưng có ý tốt, thì cái nào nguy hiểm hơn? Thật sự mà nói đó, cái người hỏi câu này á, là một người chưa thực hành tứ niệm xứ, chưa có tu tập. Thì khi chúng ta chưa có tu tập ấy, chúng ta chỉ lý luận là giỏi thôi. Bởi vì sao? Bởi vì đó, khi mà quý vị có thực hành tứ niệm xứ thì cái mà quý vị thấy đầu tiên đó là cái tâm của mình, tâm thiện hay bất thiện. Khi tâm bất thiện quý vị biết ngay, khi tâm thiện quý vị biết ngay. Thì như vậy đó, sẽ không có chuyện là chúng ta có cái tâm ác mà mình không biết. Và nếu như một người mà đã có cái tâm, đã có cái tâm thiện ấy, thì họ sẽ không làm ác, họ không thể làm ác được. Chỉ có những người họ không thực hành tứ niệm xứ là họ không có học A Tỳ Đàm thì họ mới có suy nghĩ là có thể làm ác bằng tâm thiện. Không được. Tôi nói ngay cả cái chuyện là một người mẹ mà đánh con, người mẹ đánh con ấy, mặc dù là đánh để cho nó tốt, nhưng mà khi mình đánh ấy, với một người mà thực hành tứ niệm xứ, mình sẽ phát hiện ra ngay khi mình đánh là mình có cái tâm muốn nó đau. Mà có cái tâm muốn nó đau ấy, thì nó là tâm bất thiện. Ngay khi đó là mình phát hiện ra ngay cái tâm bất thiện. Nhưng mà nếu như mình không có thực hành tứ niệm xứ, hoặc là mình không học học A Tỳ Đàm ấy, mình không thấy cái chỗ này. Hoặc là có những người họ mắng chửi người khác với cái suy nghĩ là tôi chửi anh, tôi mắng anh để cho anh tốt hơn. Nhưng họ không biết một chuyện, đó là khi họ mắng, có đôi khi họ mắng bằng tâm sân, họ không biết. Họ chửi bằng tâm sân, họ không biết. Đức Phật có đôi khi đó, Ngài nói chuyện mà Ngài dùng những cái từ ngữ nó rất là nghiêm khắc. Nhưng mà nghiêm khắc của Ngài nó không có thô lỗ, và cái sự nghiêm khắc của Ngài nó không có chèn tâm sân trong đó. Và đương nhiên, khi mà Ngài dạy dỗ đệ tử bằng cái sự nghiêm khắc đó, thì cái lời nói và hành động đó không phải là lời nói và hành động ác. Còn chúng ta, khi chúng ta dạy dỗ ai đó, có đôi khi chúng ta chèn tâm sân chúng ta vào đó, và khi đó cái hành động của chúng ta nó trở thành hành động bất thiện, chúng ta không biết. Cho nên ấy, chỉ có người chưa thực hành tứ niệm xứ hoặc là chưa học A Tỳ Đàm thì họ mới có suy nghĩ là mình có thể làm ác bằng tâm thiện, hoặc mình có thể làm thiện bằng tâm ác. Tuy nhiên, có những người họ làm cái biểu hiện bên ngoài đó, họ làm thiện bằng tâm ác. Nhưng mà trước đó sư phủ nhận cái vế đầu tiên, tức là không thể nào có một người làm ác bằng tâm thiện. Chuyện đó không thể xảy ra. Ngay cả khi ấy, quý vị gọi nhiều người nói là mình cắt cổ con gà mà để cho nó đầu thai kiếp khác. Người chưa thực hành tứ niệm xứ họ mới nói được câu đó. Khi quý vị thực hành tứ niệm xứ hoặc quý vị học A Tỳ Đàm, quý vị sẽ thấy là khi mình cầm con dao mà mình, nếu mình không có ý muốn giết thì mình không cách chi mình giết được con gà. Muốn giết được con gà mình phải có ý muốn giết, và cái ý muốn giết đó là tâm bất thiện. Cho nên cái vế đầu tiên là chỉ có ai chưa thực hành tứ niệm xứ và chưa học A Tỳ Đàm thì họ mới có cái hiểu lầm như vậy thôi. Tiếp theo qua cái vế về qua cái vế thứ hai là có những con người họ làm thiện bằng tâm ác. Ví dụ như
họ kêu gọi từ thiện, nhưng mà họ có ăn chặn ăn bớt trong đó. Có những con người họ hoa hồng lại cho những người đi làm từ thiện, họ kêu gọi từ thiện. Ví dụ như người này kêu gọi từ thiện để quyên góp vô trong cái quỹ từ thiện được 1 tỷ thì phải hoa hồng lại cho người đó mấy trăm triệu. Trường hợp này có, nhưng mà thôi đó là chuyện đời. Nói chuyện chùa, giả sử như xây một ngôi chùa cần 1 tỷ, có những con người họ đến họ trình bày với các sư, bây giờ sư cần 1 tỷ, con sẽ kêu gọi, con kêu gọi bao nhiêu không cần biết, miễn sao con đưa cho sư 1 tỷ thôi, được không? Được, con kêu cho. Chuyện này đã có, chuyện này đã có xảy ra. Có những con người, có những nhóm hội như vậy. Hoặc là có những người họ không có ra một cái giá thẳng như vậy, mà họ nói là bây giờ con kêu, nếu mà hơn hơn 1 tỷ đó, chia 5 năm. Không riêng gì chuyện xây chùa, đến việc ấn tống kinh sách, làm một số chuyện, có những con người như vậy. Họ đặt vấn đề và họ có những cái đầu mối, họ có những cái đường dây, họ có những phương pháp để mà họ kêu gọi. Chứ không qua được cả nắm, bởi vì tôi tin rằng vẫn còn đâu đó những con người họ làm thiện bằng một cái tâm không có mong cầu danh lợi. Nhưng mà sẽ có những con người như vậy. Thì như vậy đó, họ làm thiện bằng một cái tâm ác. Thì đó, đương nhiên nhân nào quả đó. Rồi có những con người họ làm từ thiện, mà họ làm vì danh vì lợi. Họ đi làm họ có cả một cái ekip đi theo, vài ba chục người, để tranh thủ phát trực tiếp lên các nền tảng Facebook, YouTube, Instagram, rồi TikTok, để cho nhiều người biết. Để chi vậy? Để họ thâu hoặc là cái danh và cái lợi của họ. Mà đương nhiên là ngay cả như là cái trường hợp là họ không có biển thủ ở trong đó, thì nó vẫn là bằng một cái tâm bất thiện. Sư nhớ có một cái anh, ảnh là CEO của một cái công ty giải trí lớn. Anh nói như thế này: anh có thể hoặc cô có thể làm từ thiện bằng một cái nội tâm không thuần túy, nhưng mà hãy làm nó một cách thuần túy. Tức là có thể là trong cái nội tâm của anh sẽ mong cầu anh được một cái gì đó của cái việc anh làm từ thiện, nhưng mà đó, khi anh làm, anh hãy lăn xả anh làm nó để cho người ta thấy là anh làm bằng cái sự nỗ lực đấy. Còn trong cái nội tâm anh như thế nào đó, đó là chuyện của anh. Thì có đôi khi dù sao đi nữa thì nó vẫn tốt hơn, nó vẫn tốt hơn là những con người mà họ có cái lòng tham, họ biển thủ cái số tiền. Nó còn tệ hơn nữa. Dù cho mình làm ở một cái nội tâm không thuần túy đó, thì chúng ta cái phước, chúng ta thuần túy là chúng ta có phước, chứ chúng ta không có tạo ác nghiệp. Không có tạo ác nghiệp. Bởi vì ví dụ như
mình làm thiện bằng một cái tâm không thuần túy, đó là mình còn mong cầu nổi tiếng, mong cầu danh lợi, mong cầu phước báo, cái tội tâm không thuần túy, nhưng mà mình không có biện thủ, thì cái phước của mình ấy, nó trổ, nhưng mà nó nhỏ thôi, nó nhỏ thôi, nhưng mà nó là phước. Còn khi mà mình làm từ thiện ấy, giả sử mình làm từ thiện mà mình có cái biển thủ trong đó, mình có kiếm lời ở trong đó, cửa địa ngục nó mở ra. Phước nó không bằng cái họa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiền mà anh kêu gọi đó là tiền của thiên hạ, không phải tiền túi của anh, là tiền của thiên hạ. Và anh lấy là anh lấy tiền của thiên hạ, và anh đi là anh đi tiền của thiên hạ, anh đi cho người ta, chứ anh không có lấy tiền của anh đi cho người ta. Thì như vậy đó, anh chỉ có cái phước là anh làm cái trung gian, anh chuyển tiền giùm thôi, nhưng mà cái nghiệp mà anh tạo vì anh biển thủ ở trong đó, cái nghiệp nó lớn vô cùng. Cho nên sư vẫn tin là có những con người họ làm thiện bằng một cái nội tâm thuần túy. Chúng ta không nên để những cái tin tức xấu, những cái con sâu làm rầu nồi canh, mà từ đó mình không còn tin là về những cái chuyện tốt, về những cái chuyện thiện nữa. Đừng để những cái chuyện xấu nó khiến cho mình không còn tin vào điều thiện. Đó là điều không nên. Mía sâu có đốt, nhà dục có nơi. Có những con người đó, họ làm thiện mà họ đâu có kêu gọi, họ làm thiện họ đâu có live stream, họ làm thiện họ đâu có thông báo. Đấy. Cho nên giữa hai trường hợp mà quý vị đưa ra đấy, thì sẽ nói như thế này: cái tâm của mình thiện trước thì vẫn tốt hơn. Tại vì khi cái tâm mình thiện ấy, thì mình sẽ không thể nào mình đưa ra cái lời nói ác và cái hành động ác, chuyện đó không thể xảy ra. Và tiếp theo, nếu như mà mình làm thiện thì cái hạn mức của mình ấy, coi như là cái lằn ranh của mình ấy, thì làm thiện bằng một nội tâm không thuần túy nó vẫn hơn là mình làm thiện mà mình có cái ác nghiệp ở trong đó. Thì sư mong là quý vị sẽ có được nhiều những lợi ích ở trong đây.